Hai Bà Trưng là hai nữ anh hùng đầu tiên, không chỉ là của nước ta mà còn là người đầu tiên trên thế giới của cả nhân loại. Và trong chương trình ngày hôm nay thì có hai nghệ sĩ tí hon cũng được lớn lên ngay tại đất Mê Linh, Thanh Hằng và Thanh Hà. Hai cô đã nhờ nghệ sĩ tuồng cổ Phượng Mai đã dàn dựng tiết mục cải lương Mê Linh Tụ Nghĩa của tác giả Quang Nhã. Chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi hướng về sân khấu với tiết mục cải lương Mê Linh Tụ Nghĩa. Phận gái chúng khuê phòng chớ tính chuyện tranh đua, hãy nghe lời chỉ khuyên, cứ làm tốt việc theo thùa may giá. Cỏ dại mảnh mai cũng nguy ngang đối đầu cùng sương gió, huống chi ta mang trong người dòng máu đỏ rồng tiên, hãnh diện tự hào với truyền thống thiêng liêng. Thà là chết chứ không chịu cảnh nhà tan nước mắt. Hay lắm, hay lắm, quả không hổ mặt là con hồng cháo lạc. Trời Nam sẽ có ngày rực sáng ánh bình minh. Ta muốn tường rõ tiếng lòng sắc son, mới thứ hoa đưa em hoa hiền. Lòng như dân tràn bao niềm sướng vui, thề chẳng có hoài bão lớn lao thì không thể nào dưỡng dưng trước cảnh gia dông quốc phá. Em của chị loa 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 loa, thái thú Tô Định ra lệnh truyền, người trai giao chỉ phải lên rừng tìm chằm và mò trai dưới biển, còn nữ lưu phải nộp về dinh làm tỳ thiếp, nếu chẳng phục tùng sẽ khó được bình an. Loa 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 loa. Thức trắng canh thâu càng nỗi lòng, dòng sầu tuôn đổ khóc non sông. Thương xót cho
lòng không quá ngờn ơi non sông soi dùm lòng này. Đời em thà cam hoan thác đâu hề tranh thắng, buộc nhói tâm can chị ơi mau hơn bừng rồi. Quyết không chung trời với em kề vai nghênh chiến, đánh tan quân thù để đem cho đời niềm vui. Rồi em chung lập đời qua vì tên thái thú không thăng đào xót tí nương không ăn. Phận nữ nhi thì làm sao vượt qua tường gia phong lễ giao. Quốc gia suy vong thất phu hữu trách, chỉ chớ bận lòng cần tiếp bước theo em. Thôi được rồi, nhưng sức hy sinh